Với cái vai trò của một cái người bác sĩ về hồi sức thì chúng tôi có một cái sự liên quan rất thường thường xuyên chặt chẽ đối với chuyên ngành hô hấp, bởi vì ở trên thế giới thì hô hấp và hồi sức thì chính là hồi sức hô hấp là chính. Và hôm nay thì tôi cũng mang đến hội nghị của chúng ta một cái chủ đề từ phía các cái nhà hồi sức, và tôi nghĩ là cũng rất là liên quan nhiều đến các bác sĩ lâm sàng của chúng ta nói chung, đó là liên quan đến cái câu chuyện điều trị sepsis. Thì nội dung trình bày của tôi gồm có bốn nội dung chính, chủ yếu là để liên quan đến vấn đề mà cập nhật về cái chẩn đoán và điều trị theo những cái hướng dẫn mới nhất hiện nay. Thì như các thầy cô và các bạn đã biết thì sepsis là một cái thể lâm sàng và nó có thể gặp ở tất cả mọi nơi. Và điều đặc biệt của sepsis ý, đó là nó làm thay đổi về mặt chức năng cơ quan là cái mấu chốt nhất. Vì trước đây chúng ta hiểu là khi mà có một cái ổ nhiễm khuẩn, ví dụ như viêm phổi chẳng hạn, thì khi mà chúng ta có tổn thương các cơ quan khác mà xa từ cái phổi đó, ngoài phổi đó, thì chúng ta sẽ nghĩ đến đó là cái tổn thương do cái việc mà vi khuẩn nó dịch chuyển vào trong máu, sau đó đi đến các tổ chức. Thì cái lý thuyết đó nó thay đổi rất là nhiều, và hiện nay chúng ta đã biết đấy chính là những cái sự thay đổi về các cái thuyết sinh học mà qua cái trung gian là các cái chất gây viêm, do cái tổ chức viêm nó đi, nó đến tất cả các tổ chức và gây ra tổn thương. Và sepsis thực sự là một vấn đề của thế giới, chứ không phải là chỉ có đối với ngành y của chúng ta. Và chính vì lý do như vậy thì người ta đã đưa ra một cái ngày được gọi là cái ngày sepsis, là ngày mà mùng 13 tháng 9 hàng năm chúng ta có cái dịp để ôn lại những cái gì chúng ta đã làm được cũng như những cập nhật mới trong cộng đồng y khoa cũng như là những cái việc làm trong cộng đồng. Và theo tiến trình ý, đây là một cái sơ đồ cũng khá lâu rồi. Mình nói về cái câu chuyện nếu mà chúng ta để cho sepsis nó xảy ra thì nó sẽ diễn tiến và đến các cái tổn thương rất nhiều cơ quan theo các cái cấp độ khác nhau. Và nếu như cái tổn thương suy cơ quan mà càng nhiều thì cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân càng lớn. Cái đó thì chúng ta chắc chắn làm lâm sàng chúng ta đã thấy rõ cái điều đó rồi. Và chúng ta cũng có cái cửa sổ được gọi là thời gian vàng. Cửa sổ thời gian vàng là thường là gì ạ? Trong thời gian là giờ đầu là giờ quan trọng nhất. Bởi vì nếu chúng ta so sánh với những cái giờ sau mà chúng ta xử lý bệnh nhân thì cái cơ hội của bệnh nhân của chúng ta sẽ giảm đi. Do đó đối với điều trị sepsis thì chúng ta chú ý cái vấn đề liên quan đến hệ thống là quan trọng nhất. Và cái việc mà thực hành tốt nhất là những cái điều mà trên thế giới người ta nhấn mạnh rất là nhiều. Đây là những cái định nghĩa các cái giai đoạn khác nhau để sepsis 2. Thì chúng ta biết là họ sẽ chia ra làm 4 cấp độ. Như vậy chúng ta có cái thời gian để nó diễn tiến. Tuy nhiên thì thường bệnh nhân đến chúng ta thì không có thời gian gì để diễn tiến cả. Nếu mà chúng ta thấy thì thường có khi nó đã là giai đoạn sốc nhiễm khuẩn rồi. Về mặt chẩn đoán thì chúng ta là quan trọng nhất. Đối với y học thì đây chúng tôi nói về những cách mà chúng ta chẩn đoán sớm, phát hiện sớm được sepsis là cái khâu then chốt để chúng ta quyết định khởi động cái quá trình điều trị bệnh nhân. Thì có những cái hướng dẫn trên thế giới thì gần đây nhất là hướng dẫn sepsis 3 cũng lâu rồi, đến năm 2016, và tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có những cái cập nhật mới về sepsis liên quan đến cái định nghĩa cũng như là các cái cách phân loại tốt hơn. Về hồi sức thì chúng tôi có cái hướng dẫn của hội hội hồi sức Mỹ, thì với một cái tên rất là phổ biến đối với bác sĩ hồi sức chúng ta nắm rất rõ, đó là Surviving Sepsis Campaign. Đó là một trong giống như là Gold hoặc Gina đối với bác sĩ hô hấp. Thì ở đây người ta đưa ra cái cấp độ bằng chứng của các cái thực hành lâm sàng cũng như là khuyến cáo những cái mức độ chúng ta có thể là gì ạ, thực hành, đặc biệt là đưa ra những cái khuyến cáo thực hành tốt và thực hành tốt nhất. Về chẩn đoán thì theo cái hướng dẫn thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là sepsis 3 thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải sàng lọc được những cái bệnh nhân vào trong cái khoa phòng của chúng ta, vào trong khoa cấp cứu, thì dựa vào bảng điểm QISOFA rất là đơn giản, chủ yếu dựa vào 3 thông số, gồm có thứ nhất là nhịp thở, cái thứ hai là mức độ rối loạn ý thức của bệnh nhân, và thứ ba là huyết áp. Ở đây người ta đưa ra các chỉ số mà ở mức độ ví dụ nhịp thở có 22 người ta đã nghĩ đến cái chuyện là coi như là có vấn đề rồi. Rồi cái huyết áp chỉ cần dưới 100 thôi, chứ không chờ là dưới 90 là đã có vấn đề rồi. Sau đó là gì ạ? Dựa vào cái mức độ suy tạng và chúng ta sẽ quyết định bệnh nhân của chúng ta là sepsis hay là septic shock. Như vậy là định nghĩa sepsis 3 nó đơn giản hơn so với sepsis 2 rất là nhiều. Ở cái điểm là nó chỉ phân chia cho chúng ta biết là bệnh nhân có sepsis hay không.
chẩn đoán như thế nào, và cuối cùng là nếu mà bệnh nhân sepsis thì cái mức độ, nếu tổn thương tạng thì sẽ là gọi bệnh nhân hoặc là huyết áp không đáp ứng với điều trị vận mạch và truyền dịch thì chúng ta cho nó là bệnh nhân đã chuyển sang giai đoạn sốc nhiễm khuẩn. Về lâm sàng thì đây là một số những cái thông số liên quan đến lâm sàng, như là triệu chứng phụ thuộc vào cái ổ nhiễm khuẩn, ví dụ như chúng ta nhiễm trùng hô hấp thì đa phần các cái triệu chứng nó sẽ liên quan đến hô hấp, rồi dấu hiệu tụt huyết áp, rồi dấu hiệu nhiệt độ, dấu hiệu mạch, đấy là những cái dấu hiệu rất là quan trọng để chúng ta chẩn đoán về sepsis. Về các cái lâm sàng khác thì tùy theo cái tổn thương ở đâu, ví dụ như hô hấp thì sẽ biểu hiện chủ yếu là hô hấp, thì các cái dấu hiệu về giảm tưới máu tạng là cũng rất là quan trọng đối với cái sepsis cũng như sốc nhiễm khuẩn. Thì đầu tiên là tổn thương giảm tưới máu ở da, niêm mạc, rồi đến tổn thương não, tổn thương thận và tổn thương ở ruột. Về xét nghiệm thì có rất nhiều xét nghiệm chúng ta có thể triển khai cho bệnh nhân tùy theo là cái để chúng ta phát hiện được cái mức độ tổn thương của cơ quan, để chúng ta phát hiện được cái vị trí tổn thương, và đặc biệt là cái vị trí của cái ổ nhiễm khuẩn nó rất là quan trọng để chúng ta có thể có những cái biện pháp điều trị sớm, giải quyết được cái ổ nhiễm khuẩn. Ngoài ra thì đối với hô hấp thì chúng ta biết là đánh giá cái mức độ tổn thương hô hấp thì bằng các cái cận lâm sàng thì liên quan đến công thức máu, liên quan đến X-quang, rồi khí máu, và đôi khi chúng ta như các thầy cô đã trình bày ở phần trên là chúng ta cần phải chụp CT để đánh giá cái mức độ tổn thương và xác định cái vị trí tổn thương ở đâu để chúng ta quyết định. Những cái xét nghiệm đối với sepsis thì cái thời gian là quan trọng nhất. Chúng ta không thể gọi là để cái kết quả của xét nghiệm nó tức là khi làm xong rồi chúng ta phải làm sao trong thời gian 45 phút là chúng ta phải làm những cái thứ mà chúng tôi nêu ra ở trong cái slide này. Ví dụ là xét nghiệm thường quy phải được triển khai. Ví dụ như lát tác máu phải được đo. Ví dụ tôi biết là chúng tôi làm tham gia các hội đồng thầu thì lát tác chỉ được đưa ra cái trên cái máy khi máu có 9 thông số trở lên. Và hiện nay thì rất nhiều trung tâm chúng ta vì điều kiện để tiết kiệm, chúng ta chỉ thầu được cái 4 thông số. Như vậy thì 4 thông số đó sẽ không có lát tác máu. Đấy thì như vậy là rõ ràng để mà chẩn đoán sepsis ở những cái đơn vị mà sử dụng máy khi máu đó thì chắc chắn là một cái rất là khó khăn. Rồi khi máu thì đơn giản, khi máu thì hiện nay chúng ta phổ biến ở tất cả cái hệ thống, từ khoa cấp cứu, rồi hô hấp chúng ta cũng có rất là nhiều. Và đương nhiên là hồi sức và phòng mổ chúng ta đã có. Ngoài ra thì vấn đề cấy máu cũng rất là quan trọng. Bởi vì thường là các bác sĩ hô hấp thì rất là tốt, nhưng mà thậm chí các bác sĩ hồi sức của chúng tôi vào viện cấp cứu là các bạn ấy quên cấy máu, cho kháng sinh luôn. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà thực hành thực sự là vẫn chưa được tốt, đúng không ạ? Rồi cấy ở nhiều vị trí hoặc là cấy ở nhiều các cái ổ nhiễm khuẩn thì cũng phải lấy đầy đủ, vân vân. Những chuyện đó thì đương nhiên là nếu chúng ta mà làm một cách thực hành chuẩn ấy, thì khi mà chúng ta cái hệ thống của chúng ta tốt thì cái việc những cái người sau đó sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Về điều trị sepsis và điều trị sốc nhiễm khuẩn thì chúng ta có các cái hướng dẫn ở trên thế giới. Đây là một cái flow giúp cho chúng ta bác sĩ lâm sàng có cái hướng để chúng ta điều trị. Nó cái này nó cũng không phải là mới nhất, nhưng mà chúng tôi đưa ra để cho mọi người nhìn thấy rõ là nó phụ thuộc với gì. Thứ nhất là chúng ta phải xác định được, sàng lọc được, chẩn đoán được. Sau đó thì chúng ta phải phân tầng được cái mức độ nặng của bệnh, và tùy theo cái mức độ nặng thì chúng ta sẽ điều trị cho nó phù hợp. Đấy, thì tuy nhiên thì vấn đề thời gian được đưa vào đây rất là rõ trong cái chuyện là chúng ta phải làm cái gì. Và đặc biệt là năm 2018 thì Surviving Sepsis Campaign đã đưa ra có 5 cái việc trong giờ đầu chúng ta làm. 5 cái việc này thì trông đọc thì rất là đơn giản, ai nghĩ rằng cũng có thể làm được. Nhưng chúng ta tưởng tượng là trong một cái điều kiện cấp cứu, trong một điều kiện hồi sức, trong điều kiện mà bệnh nhân mới vào, thì chúng ta biết là hiện nay những cái thủ tục hành chính của chúng ta tốn quá nhiều thời gian. Cái đó là cái mà chúng ta đang rất là lãng phí thời gian cho những cái bệnh mà ở đó cái việc điều trị càng sớm bao nhiêu càng tốt, nó rất là quan trọng. Ví dụ như sepsis, đơn giản như là việc kháng sinh chẳng hạn. Kháng sinh người ta quy định là trong giờ đầu cái kháng sinh đó phải đưa được vào người bệnh nhân. Thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều cái cơ sở của chúng ta chưa đạt được cái mức độ mà cao như thế, hoặc là thậm chí cái số lượng đạt được cái mức độ cao như thế vẫn chưa phải là 100%. Đối với các cái việc chính trong cái 5 bước đó thì chúng tôi đưa ra một số cái khuyến cáo liên quan đến những việc chính của liên quan với bác sĩ của chúng ta thôi. Đầu tiên là truyền dịch quan trọng nhất. Thì cái chúng ta biết là truyền dịch là tất cả các loại
bệnh nhân sepsis hoặc bệnh nhân sốt nhiễm khuẩn thì vấn đề thiếu dịch là vấn đề then chốt. Bởi vì nếu như chúng ta không đảm bảo đủ dịch thì các cái cơ quan của chúng ta nó sẽ không đảm bảo được tưới máu cho tổ chức đầy đủ. Do đó việc truyền dịch bao giờ cũng được nhấn mạnh. Vì thực tế ra là gì ạ? Khi mà tất cả các bệnh nhân đến thì chúng ta đều phải gì ạ? Đặt đường truyền rồi phải lấy máu, và thay vào đó rất nhiều người quên là gì? Chúng ta đặt luôn cái đường truyền nếu mà đủ lớn để chúng ta có thể truyền được nhiều dịch. Về khuyến cáo thì năm 2021 có khuyến cáo mới nhất về sepsis, thì cái việc truyền dịch đã được nhấn mạnh rất là rõ và người ta đưa rất rõ vào đây với cái liều lượng mà được quy định rất rõ là 30 ml trên kg truyền tĩnh mạch trong vòng 3 giờ đầu. Đấy, thì như vậy là chúng ta ví dụ bệnh nhân 50 cân là chúng ta phải truyền trong 3 giờ đầu phải được 1,5 lít vào trong người bệnh nhân. Thì cái truyền dịch là một cái thực tế ra là các bạn ấy có thể đặt đường truyền, có thể ra y lệnh, nhưng cái thông điệp đó có thể không đến được điều dưỡng, lúc đó thì dẫn đến cái kết quả là gì? Cái tốc độ truyền không được đảm bảo, hoặc là một số đơn vị thì có cái máy truyền dịch chúng ta thì khống chế được tốc độ, nhưng có những đơn vị thì là truyền gì ạ? Truyền dịch là không có cái các cái thiết bị hỗ trợ, thì đôi khi là đến khi sờ ra thì dịch cũng chưa đủ để truyền, mà chưa đủ, đúng không ạ? Đây là các cái mức độ cấp độ khuyến cáo của mức độ truyền dịch ngay từ đầu trong 3 giờ đầu. Về mặt khuyến cáo thì ở đây người ta mới đặt grade là 2B thôi, đúng không ạ? Vấn đề thứ hai nữa là các loại dịch. Thì chúng ta biết là dịch tinh thể là cái mà chúng ta hay dùng nhất, rẻ tiền nhất. Thì trong đó natri 9 phần nghìn là cái dùng thường xuyên. Tuy nhiên thì natri 9 phần nghìn là cái các bạn lưu ý là nếu chúng ta truyền nhiều thì nguy cơ của bệnh nhân bị tăng clo máu hoặc nhiễm toan cho clo máu có thể sẽ tăng lên, đặc biệt là những bệnh nhân suy thận. Do đó thì hiện nay có một xu hướng chuyển dịch từ natri 9 phần nghìn ra rangen lactate để truyền. Thì đấy là một số cái lựa chọn mà hiện nay người ta cũng cập nhật rất rõ. Và cái việc truyền dịch này ấy, thì trước đây thì người ta có đưa ra cả cái dịch cao phân tử, dịch tinh bột, thì hiện nay thì người ta đã bỏ cái loại dịch đó ra bởi vì nó không được khuyến cáo nữa. Về cái việc truyền dịch thì chúng ta biết là tùy theo cái giai đoạn đầu thì chúng ta truyền dịch như vậy, nhưng đến giai đoạn sau 3 giờ đó thì truyền như thế nào, thì chúng ta phải tối ưu hóa cái việc truyền dịch đó, đảm bảo làm gì ạ? Để cân bằng cái chuyện là bệnh nhân đủ dịch nhưng mà gì, không quá thừa dịch. Đấy, thì đây là một cái việc rất là quan trọng vì chúng ta phải áp dụng rất nhiều các kỹ thuật để đánh giá truyền dịch. Thì đối với hồi sức chúng tôi thì cái chuyện đó cũng rất là tốn kém, và đặc biệt là gì, về thiết bị y tế cũng như là tốn kém về thời gian. Và đây là các loại dịch khi mà phân bố trong cơ thể, ví dụ 9 phần nghìn chẳng hạn, khi mà chúng ta truyền 1 lít thì chỉ có 250 nó vào trong cơ thể thôi. Nhưng nếu chúng ta truyền albumin chẳng hạn thì cái lượng đó tồn tại ở trong cái lòng mạch ấy, xin lỗi, lòng mạch là cái tỷ lệ lớn hơn. Như vậy chúng ta có thể quyết định cái loại dịch truyền tùy theo giai đoạn của bệnh. Ví dụ giai đoạn đầu chúng ta tinh thể chẳng hạn thì chúng ta kỳ vọng là gì, dịch nó mất ở tất cả các khoang thì chúng ta có thể truyền 9 phần nghìn được. Nhưng giai đoạn sau chẳng hạn thì khi mà các khoang nó đầy rồi thì lúc đó chúng ta lưu ý cái khoang mà cần phải giữ đó chính là lòng mạch, thì chúng ta chọn các dung dịch khác. Ví dụ ở đây có thể là lựa chọn albumin. Tất nhiên là trên thế giới này thì có nhiều nghiên cứu về câu chuyện albumin rồi, nhưng mà chúng ta biết rằng là albumin thì không phải là cái lựa chọn đầu tay, nhưng cũng là một cái lựa chọn mà chúng ta lưu ý trong bệnh nhân sepsis. Ngoài ra nữa, chúng tôi cũng gần đây chúng tôi cũng có những cái tìm hiểu thêm, đó là các dịch cao phân tử 3% mới 3% cũng đang được lựa chọn là một cái loại bù dịch rất là tốt. Tôi hy vọng trong thời gian tới chúng tôi có nhiều báo cáo hơn về câu chuyện này. Về thuốc vận mạch trong sốc nhiễm khuẩn cũng là một trong điều vô cùng quan trọng khi mà chúng ta điều trị sốc nhiễm khuẩn. Thì đây là danh mục các cái thuốc vận mạch mà sử dụng trong cái hồi sức và cấp cứu. Thì chúng ta biết là glutamine này, dopamine này, alin này, noalin này, thì là những cái thuốc chính. Trong đó chúng ta nhấn mạnh về noalin là cái thuốc là gì, có tác dụng vừa là gây ra là cải thiện về cái thành mạch, tức là có tính gọi là co thắt, cũng như là giải quyết cái vấn đề cải thiện về cái co bóp của cơ tim. Đây là một cái thuốc lựa chọn rất là tốt ở trong hồi sức. Thì đây là cái lưu đồ mà khi người ta cho sử dụng các cái thuốc co mạch. Thì quan trọng nhất là gì ạ? Khi giải quyết cái thuốc co mạch ấy, thì đôi khi chúng ta chỉ định nhưng chúng ta không theo dõi, dẫn đến là cái đích huyết áp của chúng ta có thể không đạt được. Thì trong cái lưu đồ này người ta ghi rất là rõ cho chúng ta là chúng ta cần phải đạt cái đích huyết áp là bao nhiêu. Ví dụ huyết áp trung bình phải đạt trên 65 mm thủy ngân. Thì đấy là những cái mà rất là quan trọng, và chúng ta điều chỉnh các cái thuốc vận mạch theo cái sơ đồ đó. Tại sao noralin là quan trọng? Tại sao lại chúng ta phải dùng thuốc co mạch? Vì thuốc co mạch là
ở trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn thì cái mà chúng ta thường nhìn thấy đó là giảm cái trương lực mạch và dẫn đến tụt huyết áp, dẫn đến giảm tuyến máu của tổ chức. Do đó mà chúng ta sử dụng thuốc co mạch là chống lại cái quá trình trên, chính là điều trị theo cơ chế bệnh sinh. Và từ năm 2016 thì cái thuốc Norlin đã được là một cái lựa chọn đầu tay đưa vào khuyến cáo của sách của các cái hướng dẫn về hồi sức cấp cứu, đó là Surviving Sepsis Campaign năm 2016. Và từ đó thì có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh cái điều này. Và đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp nói về cái vai trò của Norlin và Norlin, thì thấy rằng Norlin là cái thuốc rất là quan trọng trong điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn. Và thậm chí là gì, khi mà chúng ta phân tích về về cái hiệu quả của thuốc thì chúng ta thường nói về cái hiệu quả về lâm sàng, các cái hiệu quả về tưới máu, nhưng mà quan trọng nhất là có giảm được tỷ lệ tử vong không, thì Norlin là cái thuốc so với Duamin ở trong cái nghiên cứu phân tích hộp này là giảm được tỷ lệ tử vong. Rồi các cái thuốc co mạch khác cũng được chứng minh, ví dụ như vasopressor chẳng hạn, thì là vasopressin chẳng hạn, cũng được chứng minh là có hiệu quả, nhưng đây là một thuốc co mạch quá mạnh, đâm ra là sau này thì người ta cũng không dám đưa vào trong các cái hướng dẫn. Đặc biệt là có hai nghiên cứu về Norlin đã được công bố cũng khá lâu rồi. Hai nghiên cứu này cũng trên một cái quần thể rất lớn bệnh nhân, thì thấy rằng là Norlin thường là chúng ta nghĩ nó là chỉ có tác dụng co mạch thôi, nhưng mà thực tế ra gì ạ, người ta thấy rằng, quan sát được trong hai nghiên cứu này là nó cải thiện được cung lượng tim, và nó có tác dụng là gì ạ, nó giảm được cái mức độ phụ thuộc vào tiền cánh của bệnh nhân. Và tại sao nó làm được những cái việc như vậy, thì chúng ta biết là cái Norlin nó giống như là gì ạ, nó huy động các cái dịch ở các cái khoang thứ ba, ở các cái khoảng dự trữ trong hệ thống tuần hoàn, thường là gì ạ, trong hệ thống tĩnh mạch, để vào cái tuần hoàn, và chúng ta gọi cái hiện tượng đó là huy động cái tuần hoàn hiệu dụng, thì Norlin có vai trò giống như là chuyển dịch luôn. Và chính vì lý do như vậy thì nó còn giúp cho cái việc là tái phân bố, như tôi đã đề cập ở trên, tái phân bố lại tuần hoàn. Và các nghiên cứu đều chứng minh được cái điều đó, tức là đây là cái nghiên cứu mà chứng minh được Norlin cải thiện được cái huyết áp trung bình và cái tuần hoàn trở về trên một cái quần thể cũng rất là lớn trong cái bài nghiên cứu từ năm 2012. Thì đây là một trong những cái đặc điểm mà đó lý do tại sao mà chúng ta sử dụng Norlin trong bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn và bệnh nhân sepsis, đó là liên quan đến câu chuyện cải thiện được cái huyết áp trung bình và tái phân bố máu. Đó là lợi ích rất là quan trọng. Tuy nhiên thì chúng ta biết là nó đều có những cái bất lợi nhất định. Ví dụ như là chúng ta thấy có những thời kỳ chúng ta dùng Norlin thì nó gây ra hiện tượng co mạch quá mức. Và đấy là một trong những lý do là rất nhiều người sợ dùng Norlin hoặc là cái thuốc co mạch. Và hiện nay thì cái lý do người ta đã chứng minh được cái điều đó là vì liên quan đến câu chuyện là có thể là cái việc mà chúng ta sử dụng chỉ định thuốc quá là chậm, quá là muộn. Đây là một cái nghiên cứu khác cũng cho chúng ta thấy được cái vai trò của dùng Norlin trong giai đoạn sớm. Nó rất là quan trọng. Vì là gì? Chúng ta biết là truyền dịch và huy động dịch là những cái giai đoạn đầu tiên ấy, là then chốt. Do đó thì cái nghiên cứu này đã cho thấy cái hiệu quả. Chúng ta dùng sớm hơn thì tốt hơn. Về cấp độ bằng chứng thì năm 2021 khẳng định cái vai trò Norlin là quan trọng. Chính vì lý do như vậy, người ta đặt ra một vấn đề, giả sử như chúng ta mà hết thầu Norlin chẳng hạn, thì việc bằng mọi cách chúng ta phải đảm bảo được cái thầu đó. Và hiện nay thì báo cáo các thầy cô là cái quy trình thầu của các cái thuốc, đặc biệt là các thuốc hồi sức cấp cứu, nó vẫn theo các quy trình chung. Và chúng tôi hy vọng trong thời gian tới có những cái quy trình thầu nó nhanh hơn, nó sớm hơn để có thể chúng ta đảm bảo cái nguồn cung của các cái thuốc đặc biệt quan trọng hồi sức, ví dụ Norlin. Và khuyến cáo của Surviving Sepsis Campaign 2021 khẳng định là với vai trò sử dụng thuốc cũng như là cái đích huyết áp mà sử dụng trên 65 là hợp lý nhất. Và tất nhiên là họ so sánh với các cái đích cao hơn, vì chúng ta nghĩ là nếu cao hơn thì nó tốt hơn, nhưng thực tế là trên thế giới đều chứng minh là cao hơn không phải là tốt hơn. Đây là cái hướng dẫn của 2021 liên quan đến vấn đề sử dụng Norlin, vẫn là dùng Norlin là quan trọng nhất. Về kháng sinh thì cũng là một cái rất là then chốt, bởi vì chúng ta biết là kháng sinh phải cho được rất sớm trong
hồi sức. Nhưng mà trong những cái khuyến cáo mới mới nhất thì cái quan điểm về kháng sinh như thế nào? Thì chúng ta biết là thế nào là kháng sinh hợp lý, đó là phải cho sớm, phải đảm bảo trong cái giờ vàng, phải cho hợp lý về nguyên tắc 4D là chúng ta biết rồi. Và nếu cái việc mà chậm trễ trong kháng sinh thì đã trên thế giới đã rất nhiều nghiên cứu rồi khẳng định rằng là cái việc đó là cái thực hành rất là tồi, bởi vì cứ một giờ trôi qua là tỷ lệ bệnh nhân tăng tử vong tăng lên 10%, đúng không ạ? Chúng ta sẽ mất rất nhiều cơ hội để cứu sống bệnh nhân, không những là trên những bệnh nhân có cái tình trạng miễn dịch bình thường và đặc biệt là những bệnh nhân có tình trạng miễn dịch suy giảm, thì cái việc mà cho kháng sinh muộn cũng là cái nguy cơ rất là cao đối với bệnh nhân. Chính vì lý do như vậy thì cái khuyến cáo sử dụng kháng sinh là mức độ là trong giờ đầu là khuyến cáo mức độ 1B. Đó. Và hiện nay thì với những cái khuyến cáo mới nhất, người ta có bổ sung thêm một chút, vì là thực ra để đảm bảo kháng sinh trong giờ đầu rất là khó. Do đó họ đã cân nhắc có một số trường hợp chúng ta cân nhắc có thể là gì? Kháng sinh không phải cần phải cho ngay, nhưng mà nó phải có điều kiện, thì trong phần sau chúng tôi sẽ trình bày. Vấn đề thứ hai nữa là kháng sinh phải đảm bảo là kháng sinh phải phủ được, phải phổ rộng và lựa chọn kháng sinh tùy theo cái bệnh sử, rồi tiền sử, rồi cái tình trạng miễn dịch của bệnh nhân, độ nhiễm khuẩn, gram dương, gram âm, vân vân. Về thời điểm dùng kháng sinh thì hiện nay thì chúng ta biết là đối với bệnh nhân mà có dấu hiệu của sốc nhiễm khuẩn thì kháng sinh bắt buộc phải cho giờ đầu. Còn những nhóm bệnh nhân mà không có sốc thì lúc đó chúng ta có thể trì hoãn, cho chậm hơn. Đấy là một trong những cái hướng dẫn mới nhất năm 2021. Như vậy nó mở cho chúng ta một cái cửa là nếu thời gian chậm hơn mà bệnh nhân không có, nếu bệnh nhân vào mà tụt huyết áp thì sẽ không bàn cãi gì rồi. Nhưng nếu bệnh nhân mà không có tụt huyết áp thì chúng ta vẫn còn một chút thời gian để chẩn đoán, để xét nghiệm, để tầm soát xem là cái vị trí tổn thương, vị trí nhiễm trùng ở đâu để chúng ta quyết định kháng sinh cho nó hợp lý nhất. Đây là những cái đề cập ở trong đoạn trên. Và trong cái có cái việc trì hoãn thì trì hoãn, đánh giá thì có thể cần mất thời gian một chút, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là phải trong vòng 3 giờ đầu phải đạt được cái tiêu chí cho kháng sinh. Đây là thời điểm dùng kháng sinh chúng ta đề cập ở trong hướng dẫn mới nhất. Và như vậy thì chốt lại, đối với kháng sinh trong hướng dẫn mới nhất là chúng ta phụ thuộc vào cái huyết áp của bệnh nhân. Nếu huyết áp tụt thì cho ngay lập tức, nếu huyết áp chưa tụt thì vẫn còn thời gian. Nhưng trong cái thời gian đó là thời gian và cũng là một thời gian rất là quan trọng để chúng ta đánh giá và cho kháng sinh hợp lý hơn. Cái điểm tiếp theo nữa là về vấn đề về sử dụng kháng sinh như thế nào cho hợp lý. Thì cái vai trò là phải tối ưu được PKPD. Thì cái này chúng ta đã thảo luận rất là nhiều rồi. Thì trong cái hướng dẫn năm 2021 cũng khẳng định thêm cái điều đó bằng hai cái nghiên cứu phân tích gộp. Thấy được vai trò sử dụng kháng sinh đặc biệt là nhóm beta-lactam thì truyền kéo dài trở thành một cái gọi là điều trị chuẩn rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng làm rất là tốt ở rất nhiều trung tâm của chúng ta. Xuống thang kháng sinh cũng là rất quan trọng, và đây là một trong cái khâu để chúng tôi cũng đang rất là ủng hộ cho hội hồi sức phối hợp với hội hô hấp để làm cái hướng dẫn về điều trị kháng sinh cho bệnh nhân viêm phổi bệnh viện. Thì việc xuống thang là vô cùng khó bởi vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng bắt buộc chúng ta phải xuống thang bởi vì tất cả nghiên cứu trên thế giới đều nói rằng là gì? Chúng ta xuống thang sẽ là cải thiện được ạ. Các cái chỉ số đặc biệt là liên quan đến cái vấn đề kháng thuốc, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế y tế. Thời gian sử dụng kháng sinh thì phải ngắn, đúng không? Ngắn bao nhiêu tùy theo cái tình trạng bệnh. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta nếu mà chỉ cần để mà không quan tâm đến cái việc sử dụng kháng sinh thì thời gian của chúng ta thường là rất là dài ở hiện nay ở tất cả trung tâm. Và rất nhiều nghiên cứu đã quyết định đề cập đến việc sử dụng các cái marker sinh học, ví dụ procalcitonin, để mà gì ạ? Điều trị để về quyết định dừng kháng sinh. Thì chúng tôi nghĩ là trong thời gian tới những hướng dẫn này của Việt Nam chúng ta sẽ cập nhật nhiều hơn về vấn đề này. Vậy thì để kết luận thì chúng tôi có mấy cái điểm. Thứ nhất là phát hiện chuẩn đoán sớm là yếu tố tiên quyết rất quan trọng trong vấn đề điều trị bệnh nhân sepsis. Và truyền dịch duy trì huyết áp trên 65, trung bình trên 65 là quan trọng. Và thời gian dùng kháng sinh tùy thuộc trên bệnh nhân có sốc hay không có sốc. Xin trân trọng cảm ơn.